Khi ấy các thiên tử cõi dục cõi sắc lại bạch Phật, bạch Thế Tôn thượng tọa thiện hiện do như lai xanh là đệ tử chân chánh của Phật. Vì sao? Vì tất cả các pháp mà thượng tọa thiện hiện đã nói đều tương ưng với không. Bấy giờ thiện hiện bảo các thiên tử cõi dục cõi sắc. Thiên tử các ông nói thiện hiện ta do như lai xanh là đệ tử chân chánh của Phật. Tại sao thiện hiện do như lai xanh? đó là vì do chân như của như lai xanh vì sao vì chân như của như lai không đến không đi chân như của thượng tọa thiện hiện cũng vậy không đến không đi do đó nên nói thượng tọa thiện hiện do như lai xanh lại nữa chân như của như lai tức là chân như của tất cả pháp chân như của tất cả pháp tức là chân như của như lai chân như như vậy là không có tánh chân như cũng không không tánh chân như chân như của thượng tọa thiện hiện cũng vậy do đó nên nói thượng tọa thiện hiện do như lai xanh lại nữa chân như của như lai thường trụ là tướng chân như của thượng tọa thiện hiện cũng vậy thường trụ là tướng do đó nên nói thượng tọa thiện hiện do như lai xanh lại nữa chân như của như lai không đổi khác không phân biệt chuyển khắp các pháp chân như của thượng tọa thiện hiện cũng vậy không đổi khác không phân biệt chuyển khắp các pháp do đó nên nói thượng tọa thiện hiện do như lai xanh lại nữa chân như của như lai không chướng ngại chân như của tất cả pháp cũng không chướng ngại hoặc chân như của như lai hoặc chân như của tất cả pháp đều đồng một chân như không hai không khác không tạo không tác chân như như vậy là tướng chân như thường tại không khi nào chẳng phải là tướng chân như vì là tướng chân như thường tại nên không khi nào chẳng phải là tướng chân như không hai không khác chân như của thượng tọa thiện hiện cũng vậy do đó nên nói thượng tọa thiện hiện do như lai sanh lại nữa chân như của như lai đối với tất cả xứ không nhớ nghĩ không phân biệt chân như của thượng tọa thiện hiện cũng vậy đối với tất cả xứ không nhớ nghĩ không phân biệt do đó nên nói thượng tọa thiện hiện do như lai xanh lại nữa chân như của như lai không riêng không khác chẳng thể nắm bắt được chân như của thượng tọa thiện hiện cũng vậy không riêng không khác chẳng thể nắm bắt được do đó nên nói thượng tọa thiện hiện do như lai xanh lại nữa chân như của như lai Lai chẳng lìa chân như của tất cả pháp, chân như của tất cả pháp chẳng lìa chân như của Như Lai, chân như như vậy là tướng chân như thường tại, không khi nào chẳng phải là tướng chân như. Chân như của thượng tọa thiện hiện cũng vậy, do đó nên nói thượng tọa thiện hiện do Như Lai xanh. Tuy nói là do xanh nhưng không do đâu xanh, vì chân như của thiện hiện chẳng khác phật vậy lại nữa chân như của như lai chẳng phải quá khứ chẳng phải vị lai chẳng phải hiện tại chân như của tất cả pháp cũng chẳng phải quá khứ chẳng phải vị lai chẳng phải hiện tại chân như của thượng tọa thiện hiện cũng vậy do đó nên nói thượng tọa thiện hiện do như lai xanh